Chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ham Tìm Tòi nhé. Như các bạn đã biết thì hiện tại trẻ nhỏ ở nhà đang nghỉ dịch rất là hiếu động. Nhiều phụ huynh có thể là cho con nghịch điện thoại để con nhỏ đỡ quấy rối cái công việc của mình làm. Trong số các con nhỏ ấy, đó thì có rất nhiều các em nhỏ là hiếu động. Vào ngay App Store trên iPhone hoặc là cái cửa hàng Play ở trên Android để tải những cái trò chơi về. Và hôm nay trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách chặn trẻ em không tải được ứng dụng về trên iPhone. Các bạn cùng theo dõi cái video của mình nhé. Thì đầu tiên các bạn ạ, các bạn vào cài đặt này. Tiếp theo các bạn kích vào cái tài khoản này. Tiếp theo các bạn kích vào cái iTunes App Store này. Tiếp theo các bạn kích vào cái cài đặt mật khẩu này. Đấy, thì như các bạn đã biết thì để tải những cái ứng dụng ở trên iPhone về thì tất cả chúng ta đều phải thông qua một cái gọi là App Store. Thì nếu như các bạn để yêu cầu sau 15 phút thì khi trẻ nhỏ tải trò chơi hoặc cái ứng dụng gì về thì nó sẽ tải về luôn. Thế vì vậy mình để chặn cái tình trạng này thì các bạn vào cái yêu cầu mật khẩu, các bạn bật cái tích xanh này lên này. Thì khi cái yêu cầu mật khẩu này bật lên thì muốn tải ứng dụng về thì phải nhập mật khẩu, và mật khẩu của mình thì trẻ em không thể biết được. Đấy, như vậy là chỉ với một cái mẹo nhỏ thì các phụ huynh có thể là yên tâm là con mình sẽ không thể tải được những cái ứng dụng về trên những con iPhone như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ nhỡ những cái chia sẻ hoặc những mẹo vặt của mình ở những video tiếp theo. Thân ái chào các bạn.